Giờ hôm nay mình sẽ làm về một cái chủ đề nó đã cũ rồi nhưng mà mình nghĩ là những anh em mới chơi sau này thì sẽ rất quan tâm. Đó chính là mới vô Webook thì các bạn cần phải biết những gì. Thì cái chủ đề này mình đã từng làm hai lần rồi, cái lần gần đây nhất hình như là tầm 2-3 năm trước thì phải. Và lâu như vậy thì mình nghĩ là nó đã bị trôi rồi, anh em rất là khó tìm, anh em mới chơi sau này thì gần như là không biết tới những cái video đó. Cho nên là mình quyết định sẽ ẩn những cái video đó đi và làm lại một cái video mới nó chi tiết hơn. Trước khi đi vào cái chủ đề chính thì mình cũng lưu ý với anh em, cái này là mình rút về kinh nghiệm từ hai video trước của mình. Đó là có rất nhiều anh em là lầm tưởng đây là một cái video hướng dẫn tất tần tật những thứ thuộc về cái trò này, tức là xem xong là biết quay liền, nhưng mà mình cũng nói luôn là đây không phải, đây chỉ là một cái video nó giới thiệu thôi. Mình sẽ nói cho anh em biết là chơi cái trò này thì chúng ta cần phải biết những cái gì, cái A, cái B, cái C. Còn những cái cụ thể ABC là cái gì thì anh em phải xem những cái video hướng dẫn chi tiết của mình. Mình đã có những cái video nói về vấn đề đó rồi và mình không thể nào mình gom tất cả những cái thứ đó mình nói trong video này được, vì có những cái mình nói tầm 7-8 phút mới xong, cho nên mình không thể gom chắc là video nó dài chắc 24 tiếng, cho nên là mình ở đây mình chỉ giới thiệu thôi. Khi mà bắt đầu chơi một cái bộ môn, bất cứ bộ môn nào, kể cái bộ môn này luôn, thì chúng ta cần phải có dụng cụ trước. Có dụng cụ thì chúng ta mới có thể học chuyên sâu được, mới có thể đi xa được. Và dụng cụ của bộ môn này đó là bút quay. Đây là một cái bút quay và nó là cái loại phổ biến nhất, là cái loại cân hai đầu. Nó còn cái loại một đầu nữa nhưng mà cái loại đó thì nó sẽ hơi khó chơi hơn. Nếu mà nói về tốt thì cái loại kia nó sẽ tốt cho định hướng hơn, nhưng mà định hướng làm gì khi mà chúng ta mới bắt đầu làm quen thì chúng ta cần phải có động lực. Chúng ta cần phải làm cho nó dễ, mọi thứ nó dễ thì chúng ta mới có cảm hứng chúng ta chơi tiếp được. Cho nên là mình nghĩ là các bạn nào mới chơi thì nên dùng cái loại hai đầu như này. Và nói về dụng cụ thì sẽ có nhiều bạn hỏi là bây giờ mình dùng một cái cây bút bi thì có chơi được không? Câu trả lời đó là tùy. Tùy vào cái mục đích chơi của bạn là cái gì. Ví dụ như là bạn muốn chơi cho vui, lắc lắc cây bút trong lớp thì bạn có thể dùng một cây bút bi hoặc là một cái gì dài dài giống cây bút là ok rồi. Còn nếu mà các bạn muốn chơi chuyên sâu, các bạn muốn chơi chuyên nghiệp thì các bạn nên có một cái cây bút quay. Vì một cái cây bút bi nó sẽ bị hạn chế trong hầu như là từ nâng cao trở lên là nó đã bị hạn chế rồi. Thì đối với một cái trò mà nó đòi hỏi cái sự sáng tạo như là cái bộ môn này thì việc các bạn thực hiện một cái kỹ thuật nó còn không đảm bảo là cái kỹ thuật đó thực hiện thành công nữa, thì làm sao mà nói tới cái chuyện mà sáng tạo ra những cái hay, những cái lạ được. Đó cho nên là tốt nhất là các bạn nên có một cái bút quay để có thể đi xa được. Và bút quay thì nó sẽ có nhiều giá khác nhau, từ vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn. Thì theo như kinh nghiệm của mình, các bạn nên mua một cây bút từ 100 ngàn cho tới 200 ngàn hơn đổ lại là ok rồi. Vì một cái cây bút mà tầm 500-600 ngàn thì chủ yếu là nó mắc ở cái giá trị của nó và những cái nguyên liệu xa xỉ mà dùng để làm cái cây bút đó thôi. Chứ cái công dụng của nó thì nó cũng vẫn y chang như là những cây bút 100-200 ngàn thôi. Và các bạn cũng đừng có mua rẻ quá, vì rẻ quá thì nó sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như là quay một thời gian thì nó sẽ bị lỏng, hoặc là nó sẽ bị nhẹ, hoặc là nó sẽ bị cái miếng cao su này nó sẽ bị vàng các kiểu đó. Cho nên là cái tiền thay thì nó cũng gần như là bằng một cái bút 200 ngàn rồi, cho nên là tốt nhất là các bạn nên mua cho nó ok ngay từ đầu. Sau khi đã có được dụng cụ rồi, chúng ta sẽ tới với 8 kỹ thuật căn bản đầu tiên. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với kỹ thuật thumb rail, nó sẽ đi như này đó. Thì cái kỹ thuật này dịch ra tiếng Việt nó là vòng qua ngón cái, tức là chúng ta sẽ dùng một cái ngón tay chúng ta đẩy cho cái bút vòng qua cái ngón cái của chúng ta như này đó. Dịch cái tiếng Việt nó là như vậy luôn, thumb around. Nhưng mà tốt nhất là bạn đừng có dịch, nghe nó sida lắm. Nó chỉ là một cái tên để mà chúng ta nhớ, chúng ta trao đổi với nhau cho nó dễ thôi. Chứ mà các bạn nói là anh hướng dẫn cho em, bạn hướng dẫn cho mình một cái kỹ thuật là vòng qua ngón cái đi thì mình cũng đâu có biết đâu, tại vì nó có rất là nhiều kỹ thuật. Ví dụ như là fingerless thumb around nó cũng vòng ngón cái, thumb around nó cũng vòng ngón cái, hay là palm spin nó cũng vòng ngón cái. Thì các bạn nói như vậy thì nó sẽ rất là làm cho người ta khó hiểu. Và đối với kỹ thuật thumb rail này, chúng ta nên làm đẩy được ở tất cả những ngón tay. Ví dụ như mình đẩy bằng ngón trỏ như này, đẩy bằng ngón giữa, đẩy bằng ngón áp út và đẩy bằng ngón út, thì ngón nào chúng ta cũng phải đẩy được thì chúng ta mới có thể chơi chuyên sâu hơn được. Cái kỹ thuật thứ hai đó là sonic, nó sẽ có dạng như này đó. Sonic thì chúng ta sẽ cho cái bút nó di chuyển từ cái khe ngón tay này lên cái khe ngón tay khác, mà nó sẽ hơi bắt chéo, kiểu kiểu bắt chéo như này đó, nó hơi bắt chéo như này đó. Chúng ta nên là làm được, cũng nên làm được ở những cái vị trí là từ ở dưới đây lên đây và từ chỗ này lên chỗ này đó. Cái kỹ thuật chúng ta cần phải học thứ ba đó là kỹ thuật finger pass. Cái này thì mình nghĩ là cũng có nhiều anh em là chắc cũng biết rồi. Nó là cũng là cái dạng di chuyển bút qua những cái khe ngón tay, nhưng mà nó sẽ đi theo cái chiều dọc xuống như này đó. Nó khác với sonic ở cái chỗ đó, sonic là nó đi kiểu bắt chéo,
Còn cái hàng finger pass này nó sẽ đi cái kiểu dọc xuống như này đó, và nó sẽ đi từ ở trong nó đi xuống trước đó, và nó đi lên ở mép ngoài như này đó, đi xuống và đi lên như này đó. Cái kỹ thuật thứ tư nó còn quen hơn nữa, đó là kỹ thuật chạc. Chúng ta sẽ cho cái bút nó quay tại chỗ như này đó. Cái này thì mình nghĩ là anh em nào mà đi học thì chắc cũng là hay thấy các bạn trong lớp mình hay làm cái trò này đó, và chúng ta cũng nên làm được ở tất cả những ngón tay đó, ở đây và cả ở đây, thậm chí là ở đây đó như này. Và bốn kỹ thuật tiếp theo nó là phiên bản ngược lại của bốn kỹ thuật vừa rồi. Thì hầu như là đa số những kỹ thuật trong cái bộ môn này nó đều có cái phiên bản ngược lại của nó. Nó giống như là tấm gương mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy một cái bản sao của chúng ta, nhưng mà nó đối xứng lại như vậy. Thì ví dụ như là thumb rail thì chúng ta sẽ có thumb rail ngược đó, và những cái kỹ thuật ngược lại chúng ta sẽ gọi nó bằng cách là cái tên kỹ thuật gốc cộng thêm một cái từ, đó là reverse, tức là ngược lại. Ví dụ như là thumb rail thì chúng ta sẽ có thumb rail reverse. Thì cái bản chất của nó cũng là vòng ngón cái thôi, nhưng mà nó sẽ ngược cái chiều lại. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là sonic reverse, finger pass reverse đó, và track reverse. Sau khi đã học xong căn bản rồi thì mình nghĩ là các bạn sẽ có hai hướng đi. Hướng đi thứ nhất đó là chúng ta sẽ học lên nâng cao. Nâng cao trong cái bộ môn này thì mình nói là nó có vô hạn kỹ thuật. Tại sao lại nói là vô hạn? Không phải là bây giờ là nó đang là vô hạn, mà là những cái kỹ thuật mới nó đang được tạo ra bởi những người chơi trên khắp thế giới này. Đó, nó không có một cái số liệu thống kê cho nên là người ta nói là nó vô hạn. Và những kỹ thuật nâng cao đó thì mình cũng có hướng dẫn, cũng đa số những cái kỹ thuật phổ biến là mình đã có hướng dẫn trên kênh của mình rồi. Và các bạn có thể tìm xem trong cái playlist là hướng dẫn những cái kỹ thuật nâng cao. Mình ví dụ như là kỹ thuật là palm spin. Đây là kỹ thuật palm spin, là cho cái bút nó quay ở trong cái lòng bàn tay. Hay là kỹ thuật fingerless thumb rail, nó cũng giống như là kỹ thuật thumb rail, nhưng mà nó là đẩy, dùng cái tay đẩy cho cái bút nó vòng ngón cái, chứ không phải là dùng cái ngón tay chúng ta đẩy, mà chúng ta dùng cả cái tay chúng ta đẩy đó như này. Hay là kỹ thuật là middle back 1.5 như này đó. Những kỹ thuật như vậy gọi là kỹ thuật nâng cao. Hay là twisted sonic burst đó. Những kỹ thuật nâng cao hay còn gọi là advanced trick, đó là những cái kỹ thuật nó được phát triển dựa trên những cái kỹ thuật căn bản, 8 kỹ thuật căn bản vừa rồi. Và có thể nói là nó là đời con đời cháu, chứ không phải là nó được xếp dựa vào cái mức độ khó. Cho nên là có nhiều bạn là hay thắc mắc là tại sao em thấy kỹ thuật này nó nâng cao mà sao nó lại dễ hơn kỹ thuật căn bản. Bởi vì nó không xếp dựa trên độ khó, mà là nó xếp dựa trên cái thời điểm mà nó được tạo ra thôi. Cái hướng đi thứ hai đó là các bạn có thể tạo ra những cái đoạn liên kết ngắn giữa hai cái kỹ thuật. Ví dụ như là mình làm sonic xong mình có thể liên kết qua thumb rail liền. Đó được gọi là hybrid, và các bạn cố gắng tạo ra được nhiều cái hybrid như vậy. Mặc dù là có hai hướng đi như vậy, nhưng mà người thành công thì luôn có lối đi riêng, cho nên là mình nghĩ là các bạn nên đi ở giữa. Đó là chúng ta vừa học kỹ thuật nâng cao mà chúng ta cũng vừa ghép những cái kỹ thuật mà mình học được với một cái kỹ thuật khác. Ví dụ như là mình học được burst thì mình sẽ ghép nó lại với around, hoặc là mình học sonic thì mình sẽ ghép nó với back around. Đó, mình cứ tạo ra được nhiều, càng nhiều cái ghép như vậy càng tốt. Và sau khi chúng ta đã có nhiều cái đoạn ghép như vậy thì chúng ta sẽ ghép những cái đoạn đó lại thành một cái đoạn nó dài hơn một tí. Lúc nãy thì chúng ta sẽ ghép hai kỹ thuật, bây giờ chúng ta sẽ tăng lên thành 3-4 kỹ thuật. Ví dụ như là một cái đoạn ngắn như này đó, một cái đoạn ngắn như này thôi đó, thì đó gọi là linkage. Và đây là cái mà mình hướng dẫn ở trên kênh của mình, nó cũng khá nhiều. Các bạn có thể lên các bạn tìm là hướng dẫn linkage để các bạn tham khảo, thì nó sẽ chia ra là nhiều cái cấp độ khác nhau, thì các bạn cứ xem và các bạn cứ biến tấu nó theo ý mình tùy thích. Và sau khi đã có được một số lượng linkage nhất định rồi thì chúng ta sẽ ghép những cái linkage đó lại thành một cái đoạn nó dài tầm mười mấy giây, và những cái kỹ thuật nó sẽ đi liên tục. Nói một cách dễ hiểu thì nó giống như là các bạn đóng xong một cái quyển sách. Chúng ta sẽ có là những cái trang sách, đó là những cái hybrid, đó là ghép hai cái kỹ thuật lại với nhau. Bự hơn nữa chúng ta sẽ có một cái chương, đó gọi là linkage, thì nó sẽ gồm nhiều cái trang sách. Và rộng hơn nữa thì đó là một cái cuốn sách luôn, thì nó sẽ gồm nhiều chương và nó có bìa, tức là nó có đầu có đuôi, thì nó được gọi là combo. Đó, combo nó là như vậy. Mới chơi thì chúng ta sẽ làm những cái combo có thể nói là nho nhỏ thôi, nô đùa thôi. Nhưng mà khi mà chơi một thời gian rồi thì các bạn nên suy nghĩ về cái phong cách và cái sự sáng tạo.
Phong cách là gì? Thì cùng một cái combo, cùng một cái trình độ, phong cách nó chính là thứ quyết định, đó chính là bạn chứ không phải là một thằng khác. Ví dụ như là nhìn vào phong cách, người ta sẽ biết đây là thằng Neko Kenagachan chứ không phải là một cái thằng ABC XYZ nào đó, không phải là Akai, không phải là thằng dẹp. Phong cách nó còn tới từ những cái nhỏ hơn, ví dụ như là cách các bạn đặt máy quay từ trên xuống hay là từ bên trái qua bên phải, hoặc là cách các bạn bố trí những cái đồ đạc trong cái góc quay của bạn, màu sắc, ánh sáng như thế nào, các bạn mặc đồ gì, hoặc là các bạn dùng cái kỹ thuật như thế nào, chỉ có các bạn mới dùng những cái kỹ thuật đó chứ người khác thì không ai dùng cả, nhìn nó sida lắm, không ai dùng hết. Đó thì đó là phong cách. Hoặc là nếu các bạn không biết làm thế nào để tạo cái phong cách thì mình chỉ cho bạn một cách đơn giản hơn, đó là các bạn tạo font. Các bạn đừng nói mình xúi là được. Mình lấy một cái ví dụ về phong cách cho các bạn xem, đó chính là Hon của Nhật Bản và Núp của Trung Quốc. Thì Hon sẽ đi theo một cái phong cách là nó chuyên nghiệp hơn và ngồi vào bàn, và mod anh thường sử dụng là mod màu tím. Còn về Núp thì Núp là đi theo phong cách là biểu diễn đường phố nhiều, và anh là thường là quay ở ngoài trời là chính, và mod anh thường sử dụng là màu trắng. Còn về cái sự sáng tạo thì bây giờ các bạn mới chơi thì các bạn chưa cần phải sáng tạo những thứ cao siêu, ví dụ như là nghĩ ra một cái kỹ thuật nó hoành tráng hay là nghĩ ra một cái gì đó nó cực bá đạo, mà các bạn chỉ đơn giản là các bạn tự tạo ra một cái combo riêng của các bạn là ok rồi. Đó là chúng ta sẽ phát triển lên từ từ, nó khó hơn. Cuối cùng là các bạn sẽ tổng hợp tất cả những cái yếu tố mà mình vừa liệt kê ra, tức là các bạn sẽ học thêm những cái kỹ thuật mới, các bạn sẽ liên tục tạo ra hybrid linkage, các bạn sẽ liên tục tạo ra những cái combo có cái độ khó nó cao hơn cái mức độ hiện tại của các bạn, và đồng thời là các bạn cũng không có được coi thường những cái kỹ thuật căn bản. Những cái kỹ thuật mà các bạn tập được các bạn phải làm đi làm lại để cho các bạn nhuần nhuyễn nó, vì các bạn làm được nó không có nghĩa là các bạn nhuần nhuyễn. Một cái người chơi lâu năm người ta thực hiện một cái kỹ thuật nó sẽ cứng tay hơn một cái người mới chơi, do là người ta đã thực hiện kỹ thuật đó rất là nhiều lần rồi, cho nên là các bạn không có được coi thường, mà các bạn tập xong ok các bạn bỏ luôn, không có được như vậy. Thì các bạn phải cố gắng các bạn tập đi tập lại cho nó quen. Ngoài ra thì các bạn cần phải tham gia vào những cái cộng đồng chơi cái bộ môn này trên Facebook cũng như là những cái cộng đồng ở địa phương của các bạn. Thì kinh nghiệm thì nó bao la lắm các bạn chơi kiến thức lý thuyết thì các bạn có thể học ngày một ngày hai, với kinh nghiệm thì các bạn phải tiếp xúc, các bạn phải cọ xát nhiều, đôi khi là các bạn phải chửi lộn vài ba lần thì các bạn mới có cái kinh nghiệm được, và có cái kinh nghiệm rồi thì các bạn mới có được cái định hướng của bản thân. Khi mà chơi một cái trò chơi các bạn mất định hướng thì các bạn sẽ rất là dễ nản, và đã có nhiều người bạn của mình là vì nản mà bỏ với 100.000 cái lý do khác nhau, nhưng mà mình biết là chung quy là cũng do nản thôi, tại vì chơi một thời gian lâu rồi thì cái gì cũng đã làm được hết rồi, thì bây giờ cũng không biết là mình phải chơi tiếp như thế nào, cũng không biết là cái hướng đi tiếp theo sẽ làm cái gì đó, cho nên là các bạn cần phải có cái định hướng khi mà các bạn chơi đến một cái khoảng thời gian nhất định. Và ok, thì mình nghĩ là đó là tất cả những cái mà mình có thể chia sẻ được các bạn trong cái video này. Còn về chuyên sâu chi tiết hơn thì các bạn có thể xem những cái video hướng dẫn chi tiết hơn của mình. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Nếu có thiếu sót gì thì các bạn cứ comment bên dưới, và có thể là 2-3 năm nữa mình sẽ update một cái video giống như này nhưng mà nó chi tiết hơn cho các bạn xem. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.